Sách trời ghi rõ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, giàu hơn trúng số, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, trăm tỷ cầm tay, sắm nhà lầu, đi xia xin. Vâng, quý tín chủ tuổi Canh Thân thân mến, từ trước đến nay, trên con đường đi tới thành công cũng rất khó khăn, cũng đầy gian khổ. Cổ ngữ có câu, bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ sống trong bút giá, và người muốn thành tài thì đều phải trả giá và đánh đổi, kinh qua đủ các loại lò rèn. Và khi đã trở thành máu vật rồi, thì cuộc đời tự khắc sẽ an bài cho số phận. An nhàn, giàu sang, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, con cháu ba đời vẫn được hưởng phúc báo từ bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, mình được Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, về vận trình chi tiết tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, tháng vạn sự thuận lợi, bao tháng đã vất vả, nay được đền đáp xứng đáng, vàng xuân chói lóa, giàu sang phú quý bổ vây, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, may mắn hết phần thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Canh Thân diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân? Thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Do mang đặc tính của mệnh mộc nên những người tuổi Canh Thân thường sống rất giản dị, hiền lành và có lòng thương người rất lớn, đa phần những người tuổi Canh Thân đều khá thông minh, nhanh nhẹn, thành thạo nhiều thứ. Họ là người mạnh mẽ, quyết đoán, khó ai có thể đánh gục. Mặt trái của điều này đó là có khi họ là con người khô cứng, lạnh lùng, khó tiếp cận, họ cũng ít nhạy bén trước những biến động, tư tưởng cũng ít khi thay đổi. Trong giao tiếp, những người thạch lựu mộc, sinh năm 1980, có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt, nhạy bén, họ làm cho người đối diện thấy được sự cởi mở và chân thành khi giao tiếp với đối phương. Trong công việc, thách thức là động lực để những người sinh năm 1980 lộ diện tài trí, sức mạnh, sự mạnh mẽ, quả cảm. Sau khi vượt qua gian khổ, họ mới có được thành công hơn người, tuy nhiên họ hay làm việc theo tùy hứng, khó tránh khỏi sự thiếu tập trung, đôi khi nó kéo theo sự thiếu cẩn trọng, ảnh hưởng không tốt tới công việc. Nhưng nếu biết khơi gợi sự hứng thú đúng lúc, kết hợp với tinh thần không ngại khó khăn, thử thách, thì đây lại là một ưu điểm lớn của người tuổi Canh Thân. Nam giới tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nổi bật với sự thông minh, đa tài và thân thiện của mình. Họ có thể làm cùng lúc nhiều ngành, nhiều nghề mà vẫn đạt được kết quả tốt, có thu nhập tốt cho bản thân mình. Về gia đình, họ là một người dĩ hòa vi quý, luôn thân thiện và hòa hợp, tính tình điềm đạm, nói lời dễ nghe, lời nói có trọng lượng với đám đông. Nữ tuổi Canh Thân có một đặc điểm là tính cách thân thiện, luôn lạc quan và ngập tràn năng lượng. Họ truyền sự tích cực đó cho mọi người xung quanh, vì vậy mỗi khi có ai gần nữ giới sinh năm 1980 đều cảm thấy rất thoải mái. Một người biết hy sinh, nhường nhịn và lắng nghe người khác, đôi lúc góp phần hơi trầm lắng, vì nữ mạng tới Canh Thân có một tâm hồn sâu sắc và kín đáo. Hãy cùng nhìn lại quãng đường mà Canh Thân đã trải qua. Cuộc đời tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, là một hành trình đầy màu sắc và đa dạng, nơi mà những đam mê, khát vọng và những thử thách đã đi kèm trong hành trình của họ. Với tính cách độc lập, quyết đoán và sáng tạo, tuổi Canh Thân đã định hình một cuộc sống đặc biệt, đậm chất cá nhân và đầy ấn tượng. Từ nhỏ, tuổi Canh Thân đã thể hiện khả năng lãnh đạo và sự thông minh xuất chúng. Họ luôn tự tin và quyết tâm đứng lên, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Họ không ngại đối mặt với thử thách, họ luôn cố gắng hết mình, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và đạt được những kết quả đáng kể. Ngoài ra, tính cách Canh Thân còn thể hiện sự đam mê và khát vọng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ là những người đem nhiệt huyết luôn theo đuổi những ước mơ và hoài bão của mình. Từ công việc, học tập cho đến sự nghiệp và gia đình, tuổi Canh Thân luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và đạt được những thành công trong lĩnh vực mà họ đam mê. Cuộc đời tuổi Canh Thân cũng không thiếu những thử thách và thăng trầm, họ phải đối mặt với những khó khăn, stress và áp lực từ môi trường, xã hội và cuộc sống. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, sáng tạo và kiên trì, tuổi Canh Thân luôn tìm kiếm cách vượt qua và hoàn thiện bản thân mình, trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày,
Cuộc đời tuổi Canh Thân là một hành trình đầy màu sắc, nơi họ trải qua nhiều trải nghiệm, học hỏi từ những thử thách, đạt được nhiều thành công và xây dựng một cuộc sống đáng tự hào. Họ là những người đam mê, quyết đoán, không ngừng tiến lên phía trước để tự tay khắc dấu những dấu ấn riêng cho cuộc đời của mình với tinh thần phiêu lưu, sự sáng tạo và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Tuổi Canh Thân không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp, học tập, trong cuộc sống cá nhân. Ngoài tính cách quyết đoán và năng động, tuổi Canh Thân cũng mang trong mình tình cảm, đồng cảm và lòng nhân ái. Họ luôn quan tâm tới những người xung quanh, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, tuổi Canh Thân cũng là những người có tầm nhìn xa, luôn đặt mục tiêu lớn và có thể dẫn dắt những người xung quanh theo hướng tích cực và đúng đắn hơn. Cuộc đời tuổi Canh Thân cũng không thể tránh khỏi những thử thách và rắc rối, họ có thể đối mặt với những khó khăn trong công việc, gia đình hay mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và đam mê, tuổi Canh Thân luôn tìm cách vượt qua những khó khăn và trở nên vững vàng hơn. Có thể thấy, cuộc đời Canh Thân là một chặng đường đầy sự nhiệt huyết, đam mê, sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Họ đem lại sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực mà họ tham gia, góp phần xây dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công. Hành trình cuộc đời của Canh Thân là một chặng đường đầy màu sắc, nơi họ vươn lên, vượt qua thử thách và đạt được những giấc mơ trong trái tim mình. Vậy, vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, sẽ diễn ra như thế nào? Tử vi tháng 10 năm 2023, tuổi Canh Thân âm lịch cho thấy hầu hết các phương diện của người tuổi Canh Thân đều khá suôn sẻ, trong tháng có lục hợp che chở, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Tài vận khá hanh thông, có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, tài lộc có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo ngại, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Canh Thân thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi 12 con giáp tháng 10 âm lịch năm 2023 cho thấy tháng mới mang tới cho người tuổi Canh Thân nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch, dự định đều được tiến hành trôi chảy. Bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố, giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hạng mục mới, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán, đừng đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện ước mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ rơi ước mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tầm tay. Vận quý nhân trong tháng vượng, nhân đà này, bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, tháng này Nguyệt lệnh Lâm Tử ở Canh Thân, báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần quá trình tiến hành công việc.
có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều. Bạn không phải quá lo lắng hay bi quan. Về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi Canh Thân trong tháng 10 âm lịch này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tháng này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên, tiền bạc có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ, thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lương, bản mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tay trái, nhưng lưu ý, cần cất nhắc điều gì quan trọng hơn, đừng mải mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng, lục hợp quý nhân sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác làm ăn lớn. Nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng, bạn sẽ phải tốn không ít công sức, hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng, kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ, tháng này có nguyệt lệnh lâm tử ở thân, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn. Có thể xảy ra biến động lớn, trong đầu tư kinh doanh phải hết sức thận trọng, kẻo tổn hao số tiền lớn. Về phương diện tình cảm, gia đạo, cát khí trong tháng mới cũng giúp vận trình tình cảm của Canh Thân hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Các cặp đôi đang yêu tình cảm NKHII càng mặn nồng, gắn bó khăng khiết, thời gian tới có thể tính chuyện trăm năm nếu cả hai đã sẵn sàng. Lục hợp đưa nhân duyên tới, giúp đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Một số người còn có thể dây dưa với người yêu cũ, nếu không giữ vững lập trường, thì tình cảm của tuổi Canh Thân rất dễ bị lung lay. Về phương diện sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân trong tháng 10 năm 2023 âm lịch, nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Canh Thân, tháng 10 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át cát vận, báo hiệu người tuổi Thân Thân sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ, làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Canh Thân vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng tuổi Canh Thân được giải thần cát tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ, những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của bạn cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền, tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Bản mệnh đã biết bài trí về phong thủy. Phong thủy văn phòng cho người tuổi Canh Thân dễ phát tài. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hênh lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Canh Thân bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần đề phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, thân, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ.
con số phát tài 68, 98, 22. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Thân, tháng 10 âm lịch năm 2023. So với tử vi tuần, vận trình tuần này của người tuổi Canh Thân khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Canh Thân cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Về sức khỏe, ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, tuất, tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 68, 22, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Thân, tháng 10 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần mới của người tuổi Canh Thân, có cát có hung đan xen, có thách thức song hành cùng cơ hội, tuổi Thân vốn lanh lợi, nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao, nếu biết và khắc phục được nhược điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Canh Thân dần vượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, để biến ước mơ trở thành hiện thực, một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại, vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể, một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Thân mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu về đầy túi. Sức ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Canh Thân đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, tiết trời thay đổi, dương hỏa quá vượng, các cả vợ chồng nên tiết chế đôi chút trong chuyện chăn gối, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, mão, tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 68, 09, 25. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Thân, tháng 10 âm lịch năm 2023. Tuần này, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, vận trình tài lộc tăng nhẹ, một số hạng mục đầu tư ngoài luồng, bắt đầu sinh lời, ngoài nguồn thu chính. Nghề tay trái giúp bạn trang trải cuộc sống hữu hiệu, bản mệnh có thể tích lũy được khoản tiền kha khá để dự phòng cho tương lai. Tuy chính tài giúp đỡ về tiền bạc, nhưng lại khiến tính tình bản mệnh trở nên cố chấp, bướng bỉnh, khi làm việc bạn nóng vội, nói năng không kiêng nể ai, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, không ít người tỏ vẻ ngại ngần khi tiếp xúc với bạn, điều này vô hình chung đã tạo ra rào cản, ngăn bạn tiến tới thành công. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người tuổi Sửu hoặc Tỵ để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa, không quá sóng gió, nhưng đôi khi cuộc sống quá ư bình yên lại khiến con người ta cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt, bản mệnh có thể lập kế hoạch đưa vợ hoặc chồng, gia đình đi du lịch, vừa để thay đổi không khí, vừa gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, bản mệnh cần bổ sung đủ nước, cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Sửu, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng.
con số phát tài 56, 09, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong xã hội con người luôn có thói quen coi trọng tiền, đến mức quên mất rằng trên đời có rất nhiều thứ không thể đo lường được bằng tiền. Trước tiền bạc, mọi thứ dường như vô hình, ai cũng tranh giành một ít tiền và lợi nhuận, so đo bao nhiêu, con đường tiền bạc hẹp bấy nhiêu. Sự khôn ngoan lớn nhất của con người là trở nên tử tế. Vì vậy, người thông minh không bao giờ quan tâm đến sự được mất nhất thời, suy cho cùng, việc so đo chỉ có thể thắng nhất thời, chứ không thể thắng được cả đời. 1. Chiều rộng của tấm lòng quyết định số phận. Những gì một người quan tâm và so đo thường có thể phản ánh trình độ của một người, có một lý thuyết trong tâm lý học. Bất kể bạn làm cái gì với người khác, người chân chính tiếp nhận cũng không phải là người khác mà là chính bạn. Tương tự như vậy, khi cho người khác những gì, khi trả tiền cho người khác, người nhận được lợi nhuận thực sự không phải là người khác mà là chính mình. Nói một cách đơn giản, bất cứ điều gì bạn muốn có được, trước tiên bạn phải để cho người khác có được, trao cho mọi người sự tử tế, đồng thời trồng ruộng cánh đồng phúc. Chỉ bằng cách này, những gì bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn. 2. Càng so đo thì càng mất. Nhiều người tin rằng khôn ngoan là cách tốt nhất để tạo ra sự giàu có, nhưng khi bạn quả tính toán để có được tiền, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản nào đó cho sự giàu có, và những gì bạn phải trả có thể vô cùng quý giá. Suy cho cùng, sự giàu có của nội tâm không liên quan gì đến số tiền, tất cả những gì nó cần chỉ là một trái tim đơn giản. Vì vậy, hãy bao dung và rộng lượng, đừng so đo quá nhiều, càng so đo, bạn sẽ càng nghèo nàn. Có một ông già kể một câu chuyện như sau. Một người đàn ông rất may mắn khi có được một viên ngọc trai to và đẹp, nhưng anh không hài lòng vì trên viên ngọc có một vết đốm nhỏ. Anh cho rằng nếu loại bỏ được vết đốm nhỏ này thì chắc chắn nó sẽ trở thành báu vật quý giá nhất trên đời. Vì vậy, anh đã gọt bỏ bề mặt của viên ngọc, nhưng vết đốm đó vẫn còn đó. Anh lại gọt hết lớp này đến lớp khác cho đến khi vết đốm đó biến mất và viên ngọc cũng không còn ở đó nữa. Được và mất luôn xảy ra cùng một lúc, đây là trạng thái bình thường của cuộc sống, không có ai luôn có được và không có ai luôn mất. Nhận được quá nhiều không nhất thiết là bạn giỏi, nó có thể khiến bạn mất đi ý định ban đầu hoặc tạo áp lực quá lớn cho bản thân, và khi không còn gì để mất thì còn gì để mất nữa. Làm người thắng ở sự rộng lượng và thua ở sự so đo, bởi vì nếu bạn có trái tim nhỏ bé thì mọi việc nhỏ sẽ trở thành lớn, nhưng nếu bạn có trái tim rộng lớn thì mọi việc lớn sẽ trở nên nhỏ bé. Thế giới này là công bằng, tất cả những nỗ lực sẽ không bị cô phụ. Làm người rộng lượng một chút, kết quả sẽ không bị thiệt thòi. 3. Không so đo là phước lành lớn nhất của một người. Trên mạng có một câu nói rất phổ biến, trái tim của chúng ta là một con đường. Nếu trái tim rộng mở, con đường sẽ rộng mở. Nếu trái tim vướng bận, con đường sẽ vướng bận. Lý do khiến con người không đủ hạnh phúc không phải là họ nhận được quá ít, mà là họ so đo quá nhiều. Suy cho cùng, không có sự bình yên, niềm vui và tình yêu nào cần thiết cho cuộc sống có thể có được bằng tính toán so đo. Vì vậy, thay vì luôn để bản thân chìm sâu trong rắc rối và vướng vào những so đo, tốt hơn hết, bạn nên mở rộng khuôn mẫu, thư giãn đầu óc và có tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn không so đo, bạn có thể sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống nên có là không so đo. Nếu bạn không so đo, trái tim bạn sẽ trở nên cởi mở hơn và bạn sẽ có thể đi theo hướng của riêng mình tốt hơn. Nếu bạn luôn khiến tâm trạng của mình bị xáo trộn vì một số người hoặc sự việc và lãng phí quá nhiều thời gian công sức và năng lượng vào nó, thì phía trước mà bạn có thể chạm tới sẽ không được quá xa. Chỉ bằng cách đối xử với mọi người bằng tấm lòng bao dung, chúng ta mới tích lũy được nhiều nghiệp tốt và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Cái gọi là tâm rộng một thước, đường rộng một trượng cũng chính là đạo lý này. Vì vậy, đừng lo lắng về những người có ác ý với bạn. Đừng lo lắng về việc bạn làm việc chăm chỉ mà vẫn không đạt được điều gì. Đừng lo lắng về những người và những điều lặng lẽ trôi đi. Chỉ cần tận hưởng những gì mình đang có và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn, thì cuộc sống của bạn là đủ tốt rồi. Đại đạo chí sản, phiền tại nhân tâm, có một câu nói rất hay, cuộc đời như dòng sông dài chảy về biển cả. Điều quyết định kết quả không bao giờ là được hay mất của một chặng đường, hay mất đi của một khoảnh khắc, hay một địa điểm, mà là sự dồi dào của trăm sông hội tụ lại. Người có NKHIN vạn phép tính, nhưng trời chỉ có một phép tính, so đo quá mức, nhất định sẽ bị thiệt lớn. Khi gắn kết cuộc sống của mình với sự rộng lượng và công hiến, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn được sẽ nhiều hơn những gì bạn mất. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường một chút bao dung và lòng tốt, những điều này cuối cùng sẽ trở thành con đường dưới chân bạn,
và dẫn bạn từng bước đến phía bên kia của thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.